Rồi, hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại trang của mình nha mọi người. Thì tiếp tục hôm nay mình sẽ làm clip về series Một đêm lâu đình chiến tướng nha anh em ơi. Thì anh em thấy cái series này hay thì nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh nha. Mới lại để cho mình một comment ở dưới video này nha, để mình tiếp tục mình làm theo cái chủ đề này nha anh em ơi. Rồi, thì hiện tại mình đã là cầu thủ 21 sau là anh em ơi. Đấy, mình nói chung là mình làm một ngày mình chơi một hai trận để mình làm clip cho anh em thôi, chứ mình không có chơi thường xuyên được cho mọi người vì mình bận khá là nhiều công việc luôn ấy. Rồi thì tiếp tục mình vô trận đấu thôi anh em ơi. Đấy, không có giờ giận với anh em nữa nha. Rồi, bắt đầu ở trận đấu đầu tiên thì mình kết hợp với Palo, mình sẽ đi đường XB, đi đường rồng nha mọi người. Palo thì đi XB. Qua này mình gặp thằng tình huống thằng bên heo đang trụ thì mọi người núp lùm này. Nhưng mà qua này mình bên heo tốc biến mất rồi nên không có kịp bông nha anh em ơi. Palo mình nổ bông khá là đẹp luôn qua đó nhưng mà không có kịp nha mọi người. Rồi, nhưng mà mang đường này bán được nó rồi ra. Ôi, than đem bận lan lan nha mọi người. Qua này mình tranh thủ mình lưu về nha. Than đẩy thành công hai người với mình luôn mọi người. Dù quay tên bận đang lan nữa. Qua này Florio sống sót không kịp rồi anh em ơi. Đấy, khá là đang do vị trướng Floro của mình nha. Đấy, qua này ui, UA này nó bán gần mình không có thấm đó mọi người. Mình tranh thủ mình offshot đó nha. Đấy, bắt buộc UA phải lưu về nha mọi người. Đấy, qua đó thì UA nếu mà cần của mình quá như thế thì mình không có bán được đâu anh em ơi. Mà hiện tại mình đang phá con rồng này, một không có tên bận đang ăn khá là mạnh luôn. Bên heo thì đang yếu máu rồi mọi người, không có thể nào mình tiếp cận được bên heo nha. Bên heo đang lui về bên phía bờ tường bên kia, đang bán con chim khá là mạnh, khá là đau luôn ấy. Này, ở trận này, ui, mic tiêm bận đi bò lọt này anh em ơi. Tóc biến mic mình, tóc biến lên thành công hơn, gục được UA không? Ok, mình ăn được một bận UA nha, mà rất tiếc mic mình cũng phải trả giá, mọi người phải nằm xuống rồi. Floreo mình cũng phải nằm xuống rồi anh em ơi. Nhưng mà bên heo tiêm bận còn khá là yếu máu nhưng mà lui đã lui về trụ mất rồi. Mình không có thể nào mình công lời trụ, nhưng mà qua này đẩy mình chắc chắn mình sẽ lên bờ đêm số rồi anh em ơi. Rồi trúng một cái chó như thế này thì hai lời gọi đất mình khá là hay luôn. Rồi lâu lên như thế gọi đất mình đã level 6 rồi anh em ơi. Nhưng mà than như đây, than bất lực mọi người, đang đợi thời cơ để hồi chiêu thì mình sẽ đẩy thằng lâu đất một trong đội nha. Thì sau khi mình hồi sinh rồi thì đang tiếp tục mình hỗ trợ lại đường của mình mọi người. Qua này ngục không đang ban dầu này ngay có lâu mình đang múa bông khá là mạnh luôn anh em ơi. Nhưng mà ba thành viên tới bọn, bốn thành viên tới bọn đã tập trung rồi và tiếp tục là follow mình đã lên bọn đêm số rồi anh em ơi. Rồi qua này có mic mà lên hỗ trợ, không biết là có lấy được cái trụ này hay không nha mọi người. Nhưng mà thành viên team bờ cũng hay là đã lưu về rồi nha. Rồi nói chung là mình giờ này tiếp tục mình sẽ thủ trụ nha mọi người. Đợi follow lên mình sẽ tiếp tục mình sẽ ban lên. Ok, mic team bận, ui, một cái bo ăn được mic team bận UA mọi người, thành công một cái UA luôn em ơi. Vậy qua đó thì Vera của mình đã làm hết nhiệm vụ rồi mọi người. Mình chỉ lên cái việc bật UA lên mình có cái mận thôi. Thì nói chung là cũng khá là hay rồi nha. Đấy, mình ăn được một mận. Ui, bên heo phía sau này mình tranh thủ mình bán bên heo cho mọi người. Thành công một gục được bên heo nhưng mà ui, không né được kinh tì của thằng Van anh em ơi. Rồi, tiếc thật sự luôn mọi người. Rồi sau khi hồi sinh thì tiếp tục mà lên mà hỗ trợ đường rồng của mình mọi người. Pha này thì Than đang khá là yếu máu rồi nhưng mà UA hiện tại đang ganh đường rồng của mình khá là nhiều luôn mọi người. Rồi pha này thì follow của mình đang không biết có đáp diễn hay không nhưng mà hiện tại đang núp sau trụ của team mình. Follow cũng đang khá là yếu máu rồi mọi người, còn nửa cái máu thôi nhưng mà pha này chắc cùng mình sẽ bỏ trụ lên em ơi. Rồi sẽ bỏ trụ thôi mọi người, không có lô lên được. Ôi kia chó mình không vô cứu follow tên lô mọi người. Follow tên lô tóc biến luôn về sau đi anh em, chứ đợi UA nó cát một phát là lên mình em số ngay. Này Palo với mình đang lưu về rồi anh em ơi. Trận này XP của mình đang khá là khó khăn luôn mọi người, không hỗ trợ được nha. Tên bọn ba thành viên tên bọn nó vẫn công có trụ thứ hai của mình mọi người, mình sẽ lưu về luôn nha. Mình không có còn yếu máu rồi, không thể nào mình lên câu như thế được mọi người. Ấy thành công, ối thằng Than lên mở đêm số rồi kìa anh em ơi. Thành công mà ngục được thằng Than đó mọi người. Qua đó mình không có thể nào mình nghĩ là mình ăn được thằng Than luôn anh em ơi. Rồi sau khi hồi sinh hồi máu xong thì tiếp tục mình lên hỗ trợ được mic cho anh em ơi. Mic của tên bọn thì hiện tại đã lên mở đêm số rồi. À chưa mọi người, nhưng mà ba thành viên của tụi mình đã lên một đường số rồi, mình tập trung vào đường mic khá là khô luôn á. Tên mình cũng đang ba thành viên cũng là tập trung vào đường mic nha mọi người. Mình giờ này mình chưa form nha anh em ơi. Và cái form có vị đâu ok, than hiện tại đang khá là trâu bò luôn mọi người. Nguyên combo của Vera nhưng mà không có lên thấm chiến hồ nha mọi người. Tại do hồ máu này cũng khá là nhiều luôn á. Murat của mình thì đang bật công ty đang cát rất là đông. Phải than mình đẩy Murat của trụ bán khá là đau luôn mọi người. Ngoài pha vừa rồi thì Nagarok đã xuất hiện đã cứu được tình huống của team mình, đã lưu về được nha, thành công lưu về được cho mọi người. Rồi giờ này mình cũng yếu máu rồi, Vera cũng yếu máu thôi về nha. Ngủ không có đang tiếp cận đá này thôi mình lưu về luôn anh em ơi. Rồi thấy thằng ngủ không có đang lưu về, nó đang ái nha mọi người. Còn mình sẽ quay cho anh hỗ trợ thêm team nha. Ok, bật anh Tây trúng Real Man mọi người ơi, thành công hồi gục Real Man anh em ơi. Trúng hơn nguyên cái anh Tây nha. Vera thả thêm cái nụ hôn gió đó mọi người.
thì là choáng rất hay nha. Qua đó thì bốn thành viên của team mình đang kích hợp khá là hay. Nào Gà Đốc hiện tại đang đẩy đường trend rồi, thì đẩy lẻ là một người chứ hiện tại thì mình đang thu đường khá là nhiều rồi. Đường trend của mình ui kia qua đường biến bán được thằng lan ông ui kia ăn được than là một người câu đánh lao cũng chết nha anh em ơi. Rồi thì follow và mua đánh mình cắt hiện tại cũng đang khá là đau luôn ấy. Đấy, và ra mình hiện tại đã bán trụ tóc biến và cắt được mic tim mờ, nhưng mà mic tim mờ đã lưu về kịp thời nha anh em ơi. Rồi qua đó bán trụ luôn mọi người, mình tranh thủ mình khó có trụ thì sẽ ok hơn nha. Rồi thì tiếp tục thì nói tình huống này á, thì tiếp tục mình sẽ hỗ trợ đường mic cho mọi người. Ok ngủ không anh này trốn, ok thành công hồi gục là ngủ không anh em ơi, hay quá. Mình bật anh tay mà mic mình cũng vừa lên kịp lúc cho mọi người, phải thiên thời địa lợi thành công hồi gục là ngủ không anh em ơi. Chứ khó mà dễ ăn được không đó mọi người, tầm hình này nọ nó cũng khá lũ nè. Rồi tranh thủ mình đang có mùi xanh này, khi nào Gà Đốc mình đang ở đường dưới nha, pha này lên cướp lòng nha mọi người. Tình huống này ba thành viên của team bận hiện tại cũng đang đầy máu rồi, nhưng follow của mình nó phải là yếu máu đúng không anh em ơi, tiếp tục là yếu máu nha mọi người. Thời trận này không cứu được follow rồi, đang đang đẩy mic của mình, đang đẩy mua đất của mình, mic phát quách mình đã lưu về được nha mọi người, mình cũng lưu về luôn anh em ơi, cũng không có thế nào mà mình ok mic team mình đang bán lên hồi nào Gà Đốc mà mua đất của mình nó quanh trở lại mà cắt một anh tây đó, đưa mic của bận team bận lên bảo đem số anh em ơi. Đấy qua này hiện tại là mình đó ui thành công bán thằng VLA này, thằng Van Heo này, thằng Van Heo này vô đây anh em ơi, tóc biến nha mọi người, ngán được thành công, ngán được chiêu heo của chiêu cắt của thằng UA anh em ơi, chứ không là qua đó mình lại mình đến số chắc chắn 100% rồi mọi người. Đấy mình chứ đang còn khá là yếu máu luôn anh em ơi, và mình sẽ lui về luôn nha. Rồi sau khi hồi máu lên thì tên bọn hiện tại đang tập trung vào đường mid, tiếp tục rồi mid mới thành công hơi gục được giữa thằng Ryuma anh em ơi. Ryuma hiện tại cũng đang yếu rồi nên mình thành công mình hồi phục được Ryuma nha mọi người. Giờ này mình cũng đủ đồ rồi, giờ này có thành viên của team mình chỉ có mình là Gà Đốc lên mình số thôi. Bốn thành viên của mình đang tập trung lại đồng mic khá là đông luôn, bên mình đang có bù vờ là khi xây giờ là thằng đó mọi người. Nay mình tranh thủ mình sẽ lại luôn cái trụ này mình ăn luôn nha anh em ơi. Rồi chắc lẽ là trận đấu này hôm nay là mình sẽ chấm dứt ở đây luôn mọi người. Hay năm thành viên của team mở cũng chưa ra luôn anh em ơi, đến team mình cũng đã toàn bộ trong trụ siêu cấp rồi mọi người. Rồi thì thành công trận đầu tiên mình đã win rồi nha anh em ơi. Rồi tiếp tục trận thứ hai nha mọi người. Trận này thì mình dùng skin vũ khí vô hồ anh em ơi. Rồi thì sau khi qua trận đấu thì mình tiếp tục mình lên cái form nha mọi người. Có thành viên của team bận đang tập trung ra rong này. Hãy mình qua mình hỗ trợ nha anh em ơi. Nhưng mà bên đó là có được thằng Joker này. Joker hiện tại đang mặc miếng thương khó bán khá là đau luôn anh em ơi. Rồi đánh mình nửa cái máu luôn mọi người. Ở tình huống vừa rồi thì team mình đang khá là bất lợi luôn nha. Kéo lại ok nè, Gà Đốc mình khéo khá là hay nha mọi người, nhưng mà rất tiếc nha Joker thì mở coi tóc biến mất mọi người, không ăn được pha đó nha. Nói chung là như vậy là cũng ok rồi anh em ơi. Thì sau khi thì ui Vera, ui thằng Vera này tóc biến mọi người ơi, may quá là mình còn có yếu máu mọi người, bật anh tay bật chiêu hay mình lưu về luôn anh em ơi, mày hồn máu nha. Chứ không có thể nào mà mình lên pha này được mọi người, trúng một chiêu một của thằng Joker là lên bằng số nằm xuống cái rạc liền anh em ơi. Ai mình đang thua thọt về tiền khá là nhiều luôn ấy. Rồi tiếp tục lên là sau khi hồn máu á, thì mình sẽ lên là tiếp tục mình bảo vệ cái trụ đường đồng của mình mọi người. Hiện tại tại XP của mình đang ở đường dưới rồi, mic của mình cũng đang tập trung lên đường trang khá là cao luôn ấy. Nhưng mà pha này không biết ăn được không. Rồi ok sóc đam nó lên, hắt tung nó lên, ok thành công lùm được mục tiêu của thằng Temi nè mọi người. Nhưng mà đắp tiếp Temi đã bật cánh tay rồi anh em ơi, thành công hồi gục được rồi. Ui kìa, cái xe mình đã lên 5 số rồi, không biết qua đó mình đốc cơ của mình hiện giờ đang bán khá là mạnh luôn mà không biết qua sau như thế mà không hỗ trợ được cho anh em ơi. Tôi pha này lưu về luôn cho chết mọi người, tại trúng kiêu đam của thằng dốc cơ một phát nữa là ra mình lên 5 số ấy. Hay, gặp thêm mà thằng nó bật miễn thương mình không có bán thấm nữa nha anh em ơi. Hay, ui về rồi mình tóc biến lưu về liền thôi anh em ơi, qua này, ui cháu có mất rồi. Hay, thằng nó bật đầu phía sau rồi, thằng mình mới buộc lên 5 số thôi anh em ơi. Rồi sau khi hồi sinh lên thì tiếp tục mà lên hỗ trợ đường rồng của mình đồng mồi. Thằng team mây là bán ok ok chóng hả. Team mây này 98A1 này. Đây mình bán team mây hiện tại cũng đang khá là sốc đam, khá là cao mò luôn mọi người. Hai thành viên của team mình đang tập trung lên khá là cao luôn ấy. Ôi hất tung thành công hất ngục Vera, thành công kéo thêm một phát nữa mọi người, thành công hất ngục Vera luôn anh em ơi. Rồi tranh thủ mình xuống mình hỗ trợ mình ăn đường rồng này nha mọi người. Team bọn thì hiện tại cũng đã yếu máu rồi, cũng lừa lưu về rồi. Mic team bọn thì cũng đã lên 1 số rồi mọi người ơi. Nhưng mà pha này team mây đang mâm mang con rồng của team mình nha mọi người. Thành thủ người ta đã hút anh tây, nhưng mà hút cái gì đây, hút hụt lên đây anh em ơi. Rồi ăn rồng không ăn rồi ok team mây làm gì đây, team mây đã gây chóng mình rồi, thành công hơn gục mình ấy. Trên team bọn của nó tập trung lại, nhưng mà thành công mình đã ăn được con rồng trước khi bịt rừng của team bọn đã tập trung lại nha mọi người.
Rồi, nhưng mà sau khi mình ăn rồi mình thôi tiếp tục mình về đường tròn để mình hỗ trợ thôi. Ăn cục máu sau cái trụ của mình này. Rồi, vẫn giống là trận đấu, vẫn thấy trận vẫn đang là tầm biên sát cái đường tròn của mình đó mọi người. Rồi, nhưng mà tụi vì không thấm rồi, thì mọi người con toàn rồi anh em ơi. Và mẹ bán mình đã đang khá là đau luôn anh em. Rồi, bật anh Tây, bật thêm lớp giót đó mọi người. Thì sau khi hồi sinh xong thì tiếp tục mình sẽ lên mình hỗ trợ đường mic đó mình nha mọi người. Mic của mình hiện tại đang khá là mạnh ở bên thanh biến cho mọi người tập trung lên đây. Đông quá anh em ơi, ngủ không, gõ đi ngủ không, gõ đi ngủ không. Ok, thành công hồi gục được follow lên cái nô nha mọi người. Đây, cuối cùng cũng ăn được mọi đi gỡ gọn là bấm kinh nha. Cái trận đấu vừa rồi thì ở đường đầu của mình thì bị thằng nhấp cơ nó hành mình khá là chịu không nổi luôn mọi người. Đây, bật lớp dốt lên được, nó hành mình chịu không nổi rồi anh em ơi. Đấy, qua đây làm gì đây? Ôi kìa, mic con xe của mình nó lên một cái số gà đất của mình đó, hiện tại đang kéo vô cái bùi trụ, bùi của bùi cỏ ấy, mọi người ơi. Nhưng mà Vera hiện tại đang ở đường ở ngoài đường, nhưng mà gà đất mình không hiểu sao qua đó là kéo ra ngoài đó mọi người ơi. Qua này rồi có thể mình đang lên không biết làm gì đây, nhưng bốn thành viên của bọn tập trung rồi đó, họ gặp được rồi tên mình rồi mọi người. Thằng ban này là qua đó khá là ảo luôn nha anh em ơi. Qua này du gà đất của mình lên một số đó mọi người ơi, mình cũng không có tóc biến luôn về nha. Có lục tên bọn hiện tại đang khá là mạnh luôn, ngủ không. Ngồi không, mình ở phía sau đang gõ đi ngồi không ơi, gõ thành công chiếc phục kêu cho ngồi không bên tên mình cho mọi người. Qua đó ngồi không của mình đang vô gõ khá là mạnh luôn. Đây thì chuyển xuống lần dưới mình form nha mọi người, chưa hết lính rồi anh em ơi. Đấy, trên tổ mình form mình chia nhau mình để trụ nha anh em ơi. Đấy, bùi đỏ của tên mình hiện tại đang khó rồi này, mình qua mình ăn bùi đỏ nha anh em ơi. Đấy, cái úi kia Vera nó mận rồi, nó cắt một phát lên mở lên số rồi mọi người ơi. Cái thật sự gặp thêm rừng của nó hỗ trợ đó mọi người. Sau khi hồi sinh tiếp tục mà lên lại đường mic của mình mọi người ơi. Thì hiện tại hai thành viên của tụi mình đã lên mở lên số rồi, mình cũng không có giống lên cô anh em ơi. Đấy, rồi đó thì hiện tại cũng đang bắt khóa bên kia, lính nó không có lên cô, mình không có giống lên nha. Mình sẽ chuyển qua, mình sẽ đi form mấy con bùi quá nhỏ đó mọi người. Ăn luôn, ok hay quá gà đất ơi, thành công ăn được thằng Vera nè mọi người. Đấy, khá là thơm luôn nha mọi người. Đấy, lâu lâu gà đất kéo một phát bách trúng nha anh em. Chứ bán vợ trước thì kéo tặc lắc hết mọi người. Đấy, đấy kéo đi thanh mai, kéo này lấy luôn cái trụ này nè mọi người. Lấy luôn cái trụ mic nha. Ép đang lấy trụ mic rồi, ok. Đấy, hay quá, kéo lẹ. Ok, hay kia. Tụi thành công ăn luôn thằng người ta, còn mình lưu về luôn mọi người ấy. Để mấy người ta đang mặc anh Tây nhưng mà không kịp nha mọi người. Mình đang ăn rất được thằng giúp cơ rồi mọi người. Qua đây gà đá hút mình khá là đẹp luôn nha mọi người. Đấy, thành công mà gặp được trường Tammy luôn nha. Tammy giờ này không có cơ hội mình đã chạm. Mình qua là thành công mà gặp được Tammy luôn anh em ơi. Đấy, Tammy làm sao kịp được. Và mình làm là ăn mùi xanh rồi, mình sẽ nhường mùi xanh là cho rừng Tammy nha mọi người. Qua vừa rồi mình ăn mùi xanh ở đường ái của mình rồi. Tình thủ ăn kinh công này anh em ơi. Ấy ngồi không kìa, đỏ rồi, ok hay rồi. Và đó mọi người không ăn thì rừng cái mình cũng đang giục anh Tây lên đó mọi người. Về ra hết combo là sẽ không còn cơ hội nữa mà chống trả đó anh em ơi. Đấy, nhưng mà gặp cái ngồi không mình lên cây chón trước thì hay là khó phải sẽ gõ được thằng Vera anh em ơi. Rồi tranh thủ mình ép đi nha. Đấy, đấy một pha là kèo cũng khá là mẫn nhẫn luôn mọi người. Đấy, tưởng đâu pha vừa rồi mình tưởng thua không anh em. Ấy, pha lao làm gì đấy, pha lao làm gì đây, pha lao bán tóc biến của mọi người. Đấy, vô không phải tóc biến mọi người, dùng cái kêu cái đầu tợ để mình nhậu tới anh em ơi. Nhưng mà rất tiếc là trúng bên tay của mình luôn nha anh em ơi. Đấy, mình bán hiện tại đang khá là đau luôn ấy. Tay mươi nữa lên phép bên sau anh em ơi. Mình bán hơn một qua chí mạng luôn nha mọi người. Tưởng tăng cơ nha mọi người. Đam hiện tại của mình đang khá là to rồi. Đấy, Vera này lên mở lâm số này. Bật cái mic của Vera rồi lâu vụt khá là nhanh luôn mọi người. Mình nó bốc hơi tại chỗ luôn anh em ơi. Đấy, sau khi hồi sinh lên á thì tiếp tục mình lên hỗ trợ thêm thôi anh em ơi. Thì trận đấu ngày hôm nay về trận đấu này á thì mình sẽ lên ui Vera lộ sai là mình lên mở lên số của mình rồi mọi người. Tóc biến ra nha, tóc biến ngã chón của thằng Flo mọi người ơi. Ok, đừng cho thằng Timmy nó sống dậy. Thành công mà gục ok một phát nữa không. Ok, hai lần rách rồi, rách không biết có lần tợ xong tự nhiên là ăn được thằng Timmy anh em ơi. Đấy, mình cũng không hiểu sao luôn nha. Đường dưới của mình hiện tại thì rừng tên bận đang tập trung lại cái đường dưới của mình mọi người, nhưng mà ba thành viên của mình đã biến về rồi nên tiếp tục mình sẽ lên nha. Phải ui trời ơi, khoa này bán follow khá là đau nhưng mà rất tiếc thôi, mình sẽ lưu về luôn anh em ơi. Đấy, vì hỗ trợ tem này phải tem bận cả thằng oio này nè, rừng mình đó nó gãy nó lấy rồi bấm trụ của siêu cấp mình mọi người ơi, đang thật sự luôn nha. Giờ này thì có thành viên tên mình đang tập trung ở kiên công nè anh em mọi người. Phải tem bận hiện tại đang tên là kiên công khá là cao, khá là đông luôn ấy. Mày ở pha lo, phải múa lửa mọi người. Mình đã có giúp hình nhân thần, mình không có sợ nhau pha đó nha mọi người.
Đấy, với lại hiện tại cái lượng đam mình đâu khá là khủng rồi. Thêm cái cung tầm mai mình chưa có dùng nữa anh em ơi. Nên qua đó là chắc chắn mình sẽ win được thằng Valorantino anh em ơi. Nếu mà Valorantino nó... Mình lúc mà mình chưa đủ đồ thì mình còn sợ đó nha. Chứ mình đủ đồ thì thôi nha anh em ơi. Rồi, tên thủ ép lên win đâu mọi người, thua nhanh đi. Giấy này tên mà hiện tại đang buông xuôi rồi, buông súng rồi mọi người. Rồi, Valor này nọ nó muốn win rồi anh em ơi. Tranh thủ mình lên nguyên luôn anh em ơi. Phải rồi kết thúc tầng thứ hai nha mọi người. Tranh thủ lấy luôn 3 tầng siêu cấp này. Đợi tên mận ra thì mình ăn thôi anh em ơi. Hai lính hiện giờ mình đã tròn vừa rồi mọi người. Trụ siêu cấp cuối cùng nha mọi người. Trụ dịch cuối cùng rồi. Hay quá tên mình. Rồi đợi thằng nào ra mén con phát đó này. Và lo chuẩn bị ra anh em ơi. Đấy mình thấy còn một chai nữa này. Ôi hay cho rồi ngục. Ôi gà đánh mình hút khá là mạnh. Mén khá là đau luôn nhưng mà. Ôi không mang được follow lên cho luôn mọi người. Rồi tiếp tục win trận thứ hơi nha anh em ơi. Rồi, tiếp tục cái trận đấu thứ 3 nè mọi người. Tiếp tục dùng trang phục tên nát tăng niên Việt Thần nha mọi người. Thì mỗi trận mình sẽ dùng một trang phục để mình đánh, mình đậu cho nó ok hơn nha anh em ơi. Thì, ui, chiến không đầu rồi biết mọi người. Đối đầu với Salim thì hiện tượng thì cũng khá là đơn giản nha anh em ơi. Cứ dùng chiêu bán đó thôi mọi người. Mình chỉ sợ, tao chỉ sợ nhất là thằng Joker thôi mọi người. Thôi, mình chỉ sợ nó thôi nha. Thôi, tên thủ ăn chim này, ăn chim này. Ôi, Salim chóng mình rồi mà không chịu ăn chim anh em ơi. Mình hay quá, mình thành công ăn được con chim nha. Đúng là ok rồi. Thay anh TM nó lắp má xuống này. Định đẩy mình à. Ui chóng tiếp tục cho tôi. Mình lui về là tóc biến cho chắc nha mọi người. Ok hay rồi. Đấy, hay quá tóc biến. Ui không kịp. Mình tưởng là không có đủ tầm hất tung thằng Salim đây mọi người. Nhưng mà biết mình cũng đã làm được nha. Đấy mình bán quay gặp về phát bầu để cho nó Salim mới sợ nó lui về nó bớt nha mọi người. Rồi thì tiếp tục cái trận đấu ngày hôm nay thì thằng Fallout là đi mid nha mọi người. Ok hai thành viên của mình đang xuống nha mọi người. Tóc biến qua nha, mặt anh tay xóa lại mọi người. Đấy, ba thằng mà đã 3 đến 2 thì tiếp tục mình sẽ lan được vùng mộng của Salim rồi anh em ơi. Hay quá, pha đó thì mid bữa Fallout mình xuống cửa kịp lúc luôn anh em ơi. Tưởng nó không có kịp nha. Nhưng mà tóc biến lên thêm một cái tóc biến quanh lại mình xóa anh tay nó là ok. Hay trận đấu ngày hôm nay thì mình gặp thằng Fallout đi XP khá là nhiều luôn á anh mọi người. Đấy, thì đã dẫn hai trận rồi nha mọi người. Kiều Văn làm gì đây? Kiều Văn làm gì đây? Ui thành công một gặp được Kiều Văn mọi người. Đấy, Murat mình đã đang khác khá là đau luôn. Salim mình đã đang bán con lục khá là mạnh. Đấy, Fallout mình đang muốn khá là cực gác luôn mọi người. Nhưng mà không, ui, ăn được Salim không ok. Thành công ăn được Skill luôn mọi người. Đấy, bật chiêu hơi nhưng mà mình tưởng không có đủ tầm mọi người. Thành công luôn thì ăn luôn thằng Than anh em ơi. Đấy, Than nó đã làm xuống đó mọi người. Rồi, chuyển vào cảnh này thì mình tiếp tục mình sẽ ăn con Sinjai anh em ơi. Rồi, qua này thì anh tiếp tục anh Sinja rồi. 4 thành viên của mình đang tập trung mình khá là mạnh rồi. Xem bọn không có làm gì để mình hỗ trợ để anh con Sinja này đó anh em ơi. Đấy, tiếp tục mình form lên anh em ơi. Mình đã có xong đâu rồi mọi người. Hơi trang bị rồi, hiện tại đang khá là mạnh rồi đấy. Chuyển qua mình sẽ đi gank nha. Chứ mình có hai trang bị rồi thì cũng ok rồi anh em. Tiếp tục lên trang bị thứ 3 đó là sẽ đi gank tiếp tục là ok rồi. Đây, còn lại trường mid này. Đấy, than đi lẻ một mình này mọi người. Than đi lẻ này bán luôn anh em ơi. Phải than chạy đi đâu than ơi. Chạy đi đâu than ơi. Không được rồi mọi người. Than hiện tại cũng đang khá là trâu bò luôn ấy. Kiều Văn mình đang làm gì đây? Đang đốc hiện tại đang bắt Kiều Văn. Kiều Văn đang bắt là đốc. Bắt quân bắt nhân này, quân bắt nhân này. Rồi bán Kiều Văn lưu về rồi anh em ơi. Kiều Văn hiện tại cũng đang khá là yếu máu rồi. Đấy, hiện tại lên sát thương khá là to ấy. Nhưng mà thôi, mình bán hai ba phát thì mình lưu về rồi mọi người. Mình có gây thêm mời xích mất nào. Ui qua này rắc lâu lên mình gần mờ luôn. Một phát bán rắc lên mở lâm số ngay lập tức luôn anh em ơi. Salim nó bận lâu lên bán đâu chóng rồi. Đấy, ăn luôn Salim rồi mọi người. Qua này thì hay quá lầm thằng. Ui kìa nhưng mà Yuka hiện tại đang làm gì đây. Yuka ơi may quá là mình không có lên mở lâm số anh em ơi. Yuka hiện tại cũng còn khá là nhiều máu luôn ấy. Rồi tiếp tục mình lưu về mình hầu máu mọi người chứ không mà mình sẽ lên mở lâm số ngay anh em ơi. Đấy không có giống đại con nha. Lính trên bờ cũng đang khá là cũng không có nhân con máy lắm mọi người. Pha này tiếp tục ăn con rồng nha. Rồng của mình hiện tại đang ăn mùi xanh rồi nên pha này mình phải cẩn thận để ăn con rồng nha mọi người. Tên tụi mình bán con rồng. Ôi kìa thằng này đang gì đây, đang ăn con rồng mình rồi mất cô mọi người. Mình ăn được con rồng hay không? Mình ăn không được con rồng mọi người. Anh chỉ ăn được thằng chỉ ăn được cây sa thôi mọi người. Pha bây giờ ăn được cây sa thôi nên bơi. Cái núp lụm Triệu Văn làm gì đây? Tiếp tục mình sẽ lên trang bị hồi máu anh em ơi. Cái hiện tại máu mình đang khá là yếu luôn ấy. Mình không có giống lên cô nha anh em ơi. Đấy, ôi xém nó chúng cái lồ với thằng Salim lên 15 số với thằng Rat rồi mọi người. Ba nó đấm mình một phát là ba đó là chắc chắn nếu mà Rat đấm một phát đó là một phát là lên 15 số rồi mọi người.
tranh thủ mình hồi xíu lời máu, mình không thể tiếp tục mình hỗ trợ thêm nha anh em ơi. Đấy, xạ thủ là anh em cứ để chiêu nha mọi người, cứ hồ máu xăng rồi khi mà vô canh thì anh em bật chiêu lên và anh em xả đam thôi nha. Phải là ok. Đấy, trận này thêm team mượn gánh thêm cũng hơi mệt nha mọi người. Cao thì có cao quá nhưng mà không có thể nào mà hỗ trợ căng được thêm á. Ui mọi người thấy không, bán xà lên một phát hết có tư chí mượn mọi người. Phải lên chưa full đồ nha mọi người, chưa full lý 30-15 luôn á mọi người. Hiện tại cũng đang khá là mạnh rồi. Ôi Khan làm gì đây, ui trời ơi, ui lấy mở lên số rồi, thêm team mượn hay quá. Hay, em qua chuyển qua một chuyến sau khi hồi sinh lanh thì mình tiếp tục mà sẽ ăn con Shiga nha mọi người. Chứ không là team mình hiện tại cũng chưa có lấy được cái lấy được một cái trụ thôi mọi người. Tranh thủ còn một trụ xíu siêu máu ở đường giữa nó mình tiếp tục mà lên mà lái luôn nha anh em ơi. Để thêm một cái trụ siêu cấp nó sẽ ok hơn. Bán thường hay phát là ok nhưng mà than làm gì đây, than làm gì đây. Bán than không có thấm luôn mọi người, hoài bán mấy đường kia nó thấm nhưng mà than không có thấm luôn anh em ơi. Rồi rồi qua này thì cứ để cho tôi xây cấu rỉa mọi người câu kéo thôi. Đấy, cấu rỉa này nọ mình có cơ hội mình mới lô vừa được. Ôi Yuka làm gì đây, Yuka làm gì đây. Ôi Yuka hiện tại đang khá là hay luôn mọi người. Lâu lên bán mình khá là đau luôn ấy. Nhưng mà cái đội siêu cấp trên đường giữa mình cũng không có lấy được luôn mọi người. Phải sau khi hồi sinh lên tiếp tục mình đi form nha. Ôi Vera làm, ôi anh Rat này phải bầu thơm thì có vụ một phát là lên vào đơn số của mình đâu mọi người. Phải Rat thành công mang được Colossus nha. Nhưng mà cũng phải bỏ mộng dưới thành công của mình mọi người. Phải mà chuyên một lên bán khá là đau luôn ấy. Đây, thằng ui mọi người thấy không, giờ này anh bán chỉ đủ với màu một con sáu luôn anh em ơi, anh em thấy không, đầm rất là to luôn mọi người. Giờ này anh bán được rồi nha. Đây, tiếp tục anh em mình tên mình lên một số ùa lên mình bán nha mọi người, chứ không có sợ tên mở nữa đâu. Đây, từ từ nha, đợi tên mình lên coco một xíu rồi mình sẽ lên nha mọi người. Ấy canh man này, qua này làm gì đây, ui kia thành công rồi, mình Yuka này thành công rồi, mình Slim này, Triệu Văn đang làm gì đây, ôi không không ăn được rồi, giúp hồi sinh không kịp bắn, mua giúp hồi sinh không kịp, anh em ơi bị Triệu Văn nó gõ khá là đau luôn ấy, pha lo mình đang múa có cực gác luôn anh em ơi, ấy pha lo tiếp tục rồi, pha lo đã có nhiều chưa, rồi pha lo của mình đã lui về rồi mọi người, chém nó lại 15 số với tên mận nha, nhưng mà rồi thì nói chung là clip này cũng đã giờ rồi anh em ơi, tranh thủ mình quyền trận này đó là mình sẽ nghỉ nha, vì má mình hiện tại nó không có. Nói chung là không có cả, nó không có lòng video giờ được anh em ơi, nên anh em thông cảm nha. Anh em nếu mà thấy clip hay nhớ cho mình xin một like, một cái kênh để mình có động lực ra nhiều clip hay hơn cho anh em nha. Rồi bye bye anh em.